Xin chào các bạn, hôm nay mình lại đem đến một cái trò rất là vui cho những bạn nào thích trêu chọc người khác bằng smartphone nhé. Bài hướng dẫn này thực ra rất là đơn giản nhưng chưa chắc các bạn đã biết. Thông thường thì các smartphone chạy trên hệ điều hành Android từ phiên bản 4.0 trở đi thì đều có tích hợp chế độ tùy chọn nhà phát triển, nhưng ít có ai quan tâm và để ý đến cái khu vực đó. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chôn bạn bè bằng cách này. Các bạn hãy theo dõi video sau đây nhé. Bây giờ như thế này nhá. Bước đầu là truy cập vào ứng dụng cài đặt trên smartphone của nạn nhân. Sau đó thì kéo xuống phần cuối danh sách. Nếu như mà đã có mục tùy chọn nhà phát triển rồi thì chúng ta thực hiện tiếp bước thứ hai. Còn không thì bạn hãy vào phần giới thiệu về điện thoại, thông tin thiết bị. Tại đó thì hãy bấm 5 lần liên tục vào dòng số phiên bản cho đến khi nhận được thông báo bạn đã là nhà phát triển. Bước thứ hai, chúng ta quay về danh sách trong ứng dụng cài đặt và truy cập tùy chọn nhà phát triển. Bấm vào nút công tắc để bật nhá. Lúc này thì nó sẽ hiện lên một cái cảnh báo cho chúng ta là những cài đặt này chỉ dành cho mục đích phát triển. Chúng ta có thể làm cho thiết bị và ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn bị lỗi hoặc là hoạt động sai. Ok, bây giờ thì ta sẽ lướt qua một số những cái tùy chọn. Nói đúng hơn là ta đang can thiệp sâu vào phần mềm của Android. Ở trong đây cũng có một số những cái tùy chọn nhưng mà cũng không thú vị lắm cho nên là mình chỉ lướt qua thôi. Những cái hấp dẫn thì mình sẽ nhắc đến ngay. Đầu tiên là vị trí con trỏ. Khi mà mục này được kích hoạt thì mọi thao tác di chuyển của bạn trên màn hình điện thoại sẽ để lại dấu vết, cứ như là máy bị xước này hay là bị cào, nhìn ghê chưa? Ở trên thanh trạng thái thì cũng hiện rõ cho mình cái tọa độ là mình đã lướt qua điểm nào bằng hoành độ và tung độ. Tiếp nhá, bây giờ là hiển thị ranh giới bố cục. Nhìn cái màn hình bây giờ chả hiểu sao lại bị chia ra như thế này, nhìn rất là ngơ mắt. Tiếp đến là làm cho cái màn hình của nó bị hỏng. Mỗi khi mà thay đổi giao diện màn hình này, hay là thao tác ứng dụng hoặc là một thao tác thôi thì màn hình sẽ bị lỗi như thế này nhá. Rất là nhập nhằng. Đó là cái tác dụng của việc bật chế độ hiển thị thông tin cập nhật màn hình. Tiếp theo là thay đổi giao diện bố cục. Rất là khó chịu khi mà tất cả mọi thứ bị ngược lại như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ chôn cho cái điện thoại của nó chạy chậm như là rùa bò luôn. Anh em kéo xuống phần dưới, chọn vào ba cái mục tỷ lệ hình động này. Nó đang ở trạng thái bình thường thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó mắc lên 10 luôn. Bây giờ thì cái điện thoại đang chạy theo cái kiểu slow motion, rất là nhẹ nhàng và êm ái, mượt mà đấy chứ. Chắc là đứa bị trôn ấy, không hiểu tại sao máy mình lại chạy chậm như thế này, có khi mang ra cửa hàng sửa cũng nên. Tiếp đến là một số hiển thị thông tin của GPU, nhìn như có vẻ là máy đang bị lỗi rất là nặng. Cuối cùng là chế độ phản chiếu màn hình, chia màn hình ra làm hai màn hình phụ. Tất nhiên là cũng vô hiệu hóa luôn ba nút điều hướng ảo. Trừ khi là bạn thoát ra và tắt cái chế độ này đi thì mọi thứ mới trở về trạng thái ban đầu. Anh em nên lưu ý nhé, hãy ngay lập tức giải thích và trả về trạng thái ban đầu khi mà khổ chủ có dấu hiệu mất bình tĩnh hoặc là không kiềm chế được cảm xúc. Mọi bất trắc xảy đến với bạn, người làm video này không hề chịu trách nhiệm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.